Online sharing session bao dương Cyber Yours Cambodia lược tì bàm buôn bản chân nơi khăn ông lược tì bàm buôn ní dương miên bà thiên bọn mũi đà cua tiện tiên mến tên bản thiên bọn nâng cư JP GDPR General Data Protection Regulation hai bà thiên bọn ní nâng bọ sài đòi lô sắm bát chặt tờ vốn đại diện sao chiếu đại sản xuất internet hay nâng coi chia sao sai cha phong này bằng riêng là tam scope chia lại mà dùng luôn hay chẳng bao vì sao bao lô của miền trai này bẹp bòn làm bánh hà ní chẳng đam mê của mao khát pel với li du khiêm xóm của cô thiệt cái ní tờ lô chặt tờ vốn đam mê ở quạt này non luôn quạt thay đấy hay còn đôi chia bình vô lòng bì sẽ ra xâm khăn này bởi thiên là bọn bọc quạt hôm nay đi bà chẳng là xong bọc quân xong xong bố cô chun lô chạy được vông bạn bà ọc con bọn phần rất hay có xua đây nè tầng ọc nè nhưng mơ tới đôi chìa miên sai xâm bấy nè bàn chô ruộng ngày đi nhưng xong nay nóm khuôn ai nhìn tích nhóm chung mua vông hay cắt alo chúng hai cắt vốn sửa chạy đái nhôm chập rầm từ này khang cyber security ní vui ta bàn tay nhôm liên job có liên job khang này khang IT đây bàn tay chập vô cả sao chiều hai năng focus từ này khang cyber security hai chủ mối năng vậy luôn cứ IT security năng IT governance năng và hai chia tung buôn làm xem đây bạn chân nơi khăn nông nâng topic để nhóm come across trả ơn hai ngày ní nhóm lực vô topic mùi để tệ tôn cho mùi nâng data privacy hay nơi khăn nông nâng cư dân bắt đầu xâm khánh từ lơ GDPR General Data Protection Regulation vô màu share nơi bên ní tạm bất bên dị bì ai tha nhóm chỉ expert nơi lơ data privacy được coi GDPR có ở đây hay chạy đánh để tôi mỗi nâng này khẳng này cứ việc bẻ quan trọng đang technical part đang legal part nhưng ngay này cái hai thà cô bằng nóng phó nhóm được có purpose phó nhóm không ca xe để tôi mỗi data privacy được có GDPR nâng cứ nhóm quan tài trong ai nẹ đại quạt vị đám quạt ở thọp bàn đăng được có quan ở toàn đăng chứ bà tệ tôn chủ mối năng data privacy được có GDPR năng ai quan get to know hơi mối tiết cứ ai ở quan challenge bản tay challenge ní mẹ ban này ta quan tới challenge mối nẹp sinh được có challenge mối regulator rồi ấy việc quan ta chỉ basic information này chẳng quan ai challenge chủ mối năng khuôn quan không ca tới sau này đâu cái initial stage làm bay ở quan for research và to tiết hơi ai ở quan get more information hay na mùi tiết data privacy chủ mùi năng GDPR ní có vì chi ạ chip mùi sầm khăn đai nơi khẳng nông phnai cyber security rồi có IT security nâng IT governance nâng rồi ấy tam nhóm đấng vì miên bay career thông thống đai nơi khẳng phnai nơi data privacy ní cứ vì start chanh bì data privacy officer mù tơ data privacy manager hay bởi dương lang từ đó level thông tiết cứ cái hai thang data privacy sponsor để involve nơi khẳng nông data privacy nâng dân ai ở dương get to know more about data privacy challenge khuôn ai hay có explore nơi khẳng nông career để tạo tôn chung mùi nâng data privacy nâng đài hay mùi tiết viên miên trước đây để tạo tôn chung mùi nâng thay khẳng chấp bắp cái thang ao dương understand less better than misunderstand a lot. Nhưng trong bên này nhóm con đã chẳng phải chạy bà thả tạ tôn nâng phần này regulation cứ dương try to understand a way ở trời. Nhưng nè khách quạt ai understand để quạt bà ca cái hai thả ca kết phó quạt trả ơn đài chung cá vì ai ca kết nâng vì ở trời. Nhưng tạ tôn chung mùi nâng phần này khang chạy bà bà regulation ý cứ dương trời ca understand
hay understand correctly ទៀត bạn dương អាច reference bạn dương អាច talk តទៅ មួយ នឹង data privacy នឹង បាន បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ គោល បំណង ខ្ញុំ គឺ មាន ប្រមាណ ចំណុច នឹង ដែល ចង់ ចែកចាយ ជូន ហើយ អាច start តែ ម្ដង តទៅ ជាមួយ នឹង content បាទ អញ្ចឹង អ្វី ដែល យើង ត្រូវ ដឹង ប្រកប pro ấy tại tôn chủ mối data privacy rồi có cái hai thà GDPR này vì miền cái hai thà bộc cô sầm khăn bảy đại nơi khăn nông cái hai thà đa tua sầm khăn nơi khăn nông GDPR rồi có khăn data privacy nâng chứng bộc cô nâng nhưng cái thà ai thà bề khá dương có thọp lưu đây để kê refer to data subject data controller rồi có data processor nâng chứng nẹ tổng bay nâng cứ sầm khăn nơi nông cái hai tha ca bẹp bón nơi khẳng khăn data privacy rồi có GDPR nâng dân nhóm xong brief tích bị đám cứ ọt toàn miên chia general data protection regulation nên dân bật tế chỉ tu tới cứ quát miên cái hai tha data protection act đài bê khắc có chút nơi crown cái hai tha cyber law rồi có nơi crown cái hai tha online business law ấy mà chúm nuôn chân. Chân đời xa ta kê mơ khơn tha vì miên Paul Pachpol tờ lơ data privacy nâng chân bàn kê kê hai tha initiate tờ lơ data protection act hơi nơ khnông chnam pipon đọc bổ mối bần tay vì enforce kê tha fully enforce nơ khnông chnam pipon đọc bổ mối nâng cứ kê hai tha general data protection regulation hay anh ấy cứ enforce nơi khnông European country, lỡ có include UK nơi khang khnông nâng đài, bạn đài trở follow tam GDPR nâng. Chẳng chắc đáng vì mình question mùi để kê xua tha, anh ấy vì chìa enforcement rồi có vì chìa chắc bạp để kê prapra nơi tạp này khang ở rộp tê. Chắc bởi xin chì dân nơi là gì? Dân nơi khang bà tê xem xên để kê bì European country. Ta vì mình impact ấy đã được ọt. Nhưng xâm rạp GDPR nâng cứ việc impact tới căn role group bà tê na cả đời. Bởi xin chỉ miên involve chỉ mỗi nâng cái hai tha data privacy rồi có personal information robot citizen này European cái hai tha citizen robot European country. Chẳng vì nâng miên impact rồi có vì miên cái hai tha effect bì GDPR nâng. Bạn mà đo cái lại nâng nơi chạp bàn khá tay tổng ọc nếp rồi nhóm dậy tới ai cho nhóm cá ắt đăng tha vì ắt đôi nơi không thà ai khơi mục côn sơ rồi có khơi mục nẹt tổng ọc nếp tới ai đăng tha vô bàn na rồi có tam toàn ọt tại lỡ tam toàn khá đại tay miên sầm nua môi bì lô sổ thiê khơi sổ thiê lực đáy sổ thiê ai dậy bán ba ọc côn sơ xong xua từ vùng bạn vùng mảnh tha GDPR nâng cư vì apply to group tập tế không có ảnh ấy đã dương miên tình ấy ông nạp tế dương rư có tình yêu kia dương anh nào mua chẳng miên tình ấy bó chân chít ở rộp này nè bạn bà chân chít ở rộp nâng cư xâm đại ta lư bà tế đại nó không EU tại phần nâng rư có ai ta thuyết ở rộp tại mà đòn ủa đó đôi chị ông lễ đại việt tranh với EU hời bạn bạn chắc không cả này nâng vi apply tới EU nâng rồi coi dạng nè ở quần chắc cái này nâng coi nhóm ban phải chạy vì môn này tha chạy đánh UK is not part of EU phần tay ở lại nâng GDPR có ban enforce nơi không UK đài nơi chạy đại nhóm chạm ban cứ ngay mà pay bằng vậy khai pram pon đọc bằng vậy cứ ban enforce nơi không UK đôi kia bạn OK. Bà, ở con bà. Bạn. Nơi miền núi bắt hàm tiết được cả nhóm ai mù tơ. Mà đẹp nam miền rừng núi xôm chạy lược đầy tới hay chầm race đi dây mà nè. Bà. Tới tiết ở vùng tàu tiền. Bạn. Chẳng continue màu cái lại ní cứ nhóm chẳng briefly explain. Cái hai tha
tiếp tục chủ mùi nâng bục cúl đài sống khăn nơi khăn data privacy có nơi khăn GDPR nâng cứ tìm mùi cứ start chênh bì data controller nhưng bởi xin chìa miên data protection law rồi có GDPR nâng enforce nhưng nét đài miên effect rồi có obligation môn kê cứ data controller nhưng data controller cứ quạt trơ miên cái hai tha cả tạp bạc kịch đại quạt trơ respond tận can data subject chạy đánh bị đám dương admin focus data controller rồi có data subject rồi có data processor ấy rồi ấy ở toàn miên enforce GDPR nâng bản tay nó phải đại GDPR enforce cứ data subject quạt nâng từ tổ bàn sật rồi bỏ quạt data controller quạt nâng trâu miên cả ta bạc kịch mùi chùm nuôn đại quạt trâu cái hai tha rạp rôn nơi chùm buồn mục bắp hai chùm buồn mục data subject đôi khi nha hai mùi tiết data processor có quạt trâu miên cả ta bạc kịch mùi chùm nuôn đài rồi ấy quạt chia bọc cố bẹp bón chùm mùi nâng data controller chẳng chạy sẽ đánh và to từ tiết nhóm nâng explain tha ta dương identify trong cả lại ná đá hai tha data controller mạch tới đây hai tha data processor nâng data subject cứ sống đây từ lời nè nè bạn chẳng chạy sẵn và xin chia data protection law này apply data controller will have a certain number of obligation chẳng có tên miên cách tạp kịch data processor đôi khi nha bộ ấy data processor ai tha bê khác data controller nâng data processor cứ company tầm mũi rồi có bộ cơ tầm mũi bê khác bởi xin chia data controller có admin ability rồi có tool group run nơi trong ca process data tam goal bằng nón phát quát đi có ai outsource từ căn data processor đại bên ní ai data controller nơi data processor cứ chia bộ cố được có company bí tạch tích nì bạn hay data subject có admin certain number of right bạn này thật có admin set vì môn máu set đại có admin miễn có admin miễn hay nơi letter slide nhôm nâng bà hai anh ta sật ấy khác đại data subject nâng quạt ái cái hai ta exercise rise bỏ quạt bàn bàn đôi chì miên xâm nô bà thay em tiếp à đây à toàn miên này bàn 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 nhưng xâm rạp data controller cứ xâm đào anh ít based tờ lơ definition term đại nơi khnông GDPR cứ xâm đào tờ lơ natural or legal person public authority, agency, or other body which alone or jointly with other keyword sống khăn trong cái này ní cứ determine the purpose rư có mean of processing of personal data. Nhưng bởi xin chia bộ cố rư có company nà ai tha individual tại rư có jointly chỉ group chỉ company đài cái hai tha cũng not goal bằng nó rồi có rồi biết này ca process từ lơ personal data rồi bỏ data subject nâng cứ kê xâm đào bộ cố nâng rồi có company nâng chia data controller hay mùi tiết a natural or legal person public authority agency body joint rồi có alone have data controller to process the personal data nâng cứ xâm đào từ lơ data processor chẳng ai nơi khnông sẽ thay đổi class data controller có have enough ability to process chẳng có đa tui chia data controller phong chia data processor phong phần tay bởi dân chỉ có admin ability admin tool cực quan tế có ai nâng outsource từ sự phát thí nơi khnông cái hai tha contract rư có cái binding contract mà chùm nuốn data processor có trở follow tam chẳng nơi trong head poll ní nhầm chong bị chạy prap tha bởi sân chia data processor nâng quát phơ ca process từ lơ personal data rồi bỏ data subject nơi khnông binding contract đài cầm nót đài data controller chung mùi nâng quát quát admin ấy đài data dot slide nâng mục chú bạp ấy cứ data controller quát trên nè dot slide bởi sân chia miên bridge còn bần tác bởi sân chia quát miên phơ ấy mùi đài out of cái hai tha binding contract rồi viên data controller nâng data processor nâng dân ảnh nâng quát trớ cái hai tha tụt tuôn khóc tới nửa một chút bạc đợi luôn quả nhưng cái ta cái lại nắng ai chạm ba nữa nè alo anh ấy tầm một chặt bạn
chăng sắm rap data subject chăng data subject cứ sắm đầu từ lỡ cái này nó cứ đặt earn identify or identify natural person who personal data are being processed by data controller rước có data processor bạn chăng bạn này tha data subject cứ chia net đại kê từ bà riêng khuôn án chỉ là offer personal data dương từ out data controller rước có data processor thuê ca process rước có thuê ca determine từ lơ purpose sub group bài giảng nông ca pra personal data phải dương hay bê lại nâng nâng miên trồng ngọt đại tha ta mất đại kê hai personal data rước có sensitive data nâng chẳng tiết tiết nhóm nâng bà chạy pra trong cái lại nâng đài chẳng mà đo trong cái lại ní nhóm miên chiếc scenario khá chẳng ao dương understand bro ấy tại tông chủ môi nâng data privacy nâng GDPR cứ sầm khăn cứ bộ cổ bày nâng đại dương đang ở chế ba tham môi nà chỉ môi nà bro ấy bà dương ở đang chế ba tham môi nà chỉ môi nà tế bà sân chỉ miên bridge rước có miên legal action ấy mà chùm nguồn cát lá dương ở đang tha ta trời impose tờ lơ nạ nà kê tì bạn chẳng bàn dương trời score ở chế ba tha nạ kê chì nạ kê bạn chúng mà đo cái này ní who is who chúng dân miền sơn na vô muối để ai ao kia dân chui rít hơi ai tha nè na ai chay bán có ai tha lực đầy chui chay chẳng á bạn chúng nhung briefly an nơi lơ nắng cứ a travel agency send personal data of its customers to the airlines and a chain of hotels with a view to making reservation for a travel package. The airline and the hotel confirm the availability of the seats and rooms requested. The travel agency issue the travel document and vouchers for its customer. Chẳng nói không process này sẽ nà dụ bài này, ta dân ai analyze đang ở tha, who is data subject, who is data controller, and who is data processor. Đó, nó mê chui xoay cái này thôi. Data controller. Nhóm tha travel agency, đôi chìa data controller nè. Bạn. Né? Bạn. Cho data processor. Chụp mơ đi xin. Chain airline and hotel. The airline and the hotel confirm seat. Airline hay hotel cứ chia nè process data nè. Bạn. Chẳng scenario mùi ni very simple. Chẳng customer đại dân vô personal data phát quát vô tập ra chẳng customer chia data subject. Bạn. Travel agency cứ chia nè determine the purpose nè ca pra personal data rồi bỏ customer nâng khăn ông ca cọ sở bột dân hóa cọ bật tụng. Bạn thấy nè cái process nè khăn ông ca cọ sở bột dân hóa cứ airline. Nè cái ca process nè ca cọ bật tụng cứ hotel. Chẳng easy nè khăn ông ní scenario ní cứ customer chia data subject, data controller cứ chia travel agency, hay data processor cứ airline company and hotels. Okay. Forward admin ấy đã lẹ bàn nghe, bàn. Okay. Chứng dân mua từ scenario mua tiệt. Scenario mua ní cứ ai từ social network, ai chia Facebook Messenger, rồi có Telegram, WhatsApp, ấy sắp cột bài giảng. The social network service provider provide online communication platform which enable individual to publish and exchange information with other user. Chẳng the user of such network upload personal data also personal data of third party to go to other people by ourselves. Chẳng ông mà tha nhóm chong share bỏ miền personal phong nhóm nơi khăn social media rồi có social network nâng rồi có nhóm chong center nặng kê ấy cứ nhóm ai phở bàn khu này. Bạn chẳng bê nâng ta who is who nẹ ná chia data controller nẹ ná chia data processor hay nẹ ná chia data subject.
Đi ở tôn miền là kê xlai à? Miền chạp máu. Ok. Data controller cứ social network provider. Social network service provider. Kim Cheng. Kim Cheng hết ấy ban vô tha data controller chia social network service provider. Bạn thấy nó không... Network service provider. Bà. Bạn thấy nó không đi scenario dương chị nè send ấy tầng ọ. Dương admin ban từ xua tha social network nhóm send bỏ miền đi ban để on send personal data ban on send tới nè na kê co social network còn admin ban control tha ao dương send ban tại nè ní hết on ao send nè ní hết chẳng data còn data controller data processor cứ social service provider end user is data subject yeah of course correct data subject cứ user ban còn bên tay nơi bên ní ông mà thay nhóm chăng send ai cả xa nâng ông mà thay nhóm chăng send bộ miễn đại mến chỉ personal information phải nhóm có nhóm ở trong bạch xua social network đại trời bà dân nhóm chăng send ai cả xa ấy đại tệ tô mùi personal data phải nhóm ta nhóm trời xua social network đại ọt user should be data controller. Ok chắc phải đào màu thamay thamay á ná cause they control their own data. Data controller vừa không cần này ní phải chia hosting provider đấy hosting ấy bọn nè còn nè để host a platform nâng rồi giờ mấy tôi nhung xong và trên mặt tại này mình không nhung toa nhung cất tha data controller nó cứ chia user hay data subject có chia user này hay service provider nó còn chia data processor mình còn chui process data mà này tha còn chui nhà càng nghe để user nó có trong tê data được gọi upload data tạo ở personal data và có tạo ở third party được gọi như vậy anh chị cũng đặt vào nhóm bạn nhóm trong clarify để tôn chủ mùi năng tiệm process trong cái lại năng tỉnh process ban này tha dân vô data nắng vô tại analyze trên tới chia content mùi xanh tiệm ok bạn ở tí ho tha dân mơ sản là vô mùi bị môn đài ông mà tha travel agency còn ao chung mua ngay khai trang cần nát rồi có còn ao chia lệ passport rồi có ấy tới đằng bấy tới ao airline còn có sản phẩm hò chứng còn process à information personal information about customer tranh tới chia sản phẩm hò bạn mùi tiết hotel còn ai vô bộ miễn tại tôi một bộ cô nâng này personal information rồi lệ tạc xin ban này chứ process tranh tới chia và tụng là bây cọ và tụng còn tay nhóm xua thà nơi non social network này ta social network service provider miễn ban vô mà thà nhóm send ngay khai cho em cả nào nâng chung một phần nhóm còn miễn ban vô ở nâng tới transfer chia bộ miễn ấy xe hay bạn send tới đó bộ cô B để nhóm trong center ông mà thầy nhóm send ABC lưu send chung mua phần nhóm send lê gặp tạc xin bàn phần nhóm ta quạt bàn vô ở nâng tự analyze phơ ở tư chi phô miễn AFC ớt muốn nâng tự đo bộ cô B chạy sẵn cứ tự đáy lên mình nè đáy lắm mà nâng này dân nơi kịch tha về chia process data processor đáy được cùng mình chỗ bình nhóm ơi scenario chơi mình nè bạn ông mà tha dương chat nè dương chat ta messenger nâng tới sẽ ta messenger platform nâng video content bao dương process content bao dương hay bị chun via từ cầm hôn advertise bạn nữa hay ban advertise nâng số vì lô tranh nên không messenger bao dương anh dân mình ok vâng không cả này nó mạnh mình là nhóm oi xin ra rồi chơi mình anh nắng chia scenario mà bài tiết rồi có chia case mà bài tiết để tẹo tôn cho mùi nắng cái hai tha concern
hay nâng có việc bẹp quan cho mùi nâng data controller đây à nâng việc anh ấy dừng analyze đang tham mùi nát chia data controller mùi nát để chia data processor phần tay bơ bông vậy pi scenario mình cứ tẹt tôn cho mùi nâng cái hai ta binding rồi viên data control pe nâng quát quát ban vô phần biên độ bọc bọc cô nâng từ từ process luôn ấy rồi có convert từ sự thật thì ai tha chia telecom company នេះយើងត្រូវបើសិនជាគាត់ចង់advertise រឿងមានរឿងបាញ់ទិញមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង consent យល់ហើយអានឹងយើងមានconsent មិនប៉ុន្តែ social media platform ភាគច្រើនវាអត់ត្រូវការការយើងclick consent ទេយើងchat នេះចូលឡើងយល់ហើយស្អែកឡើងវាឃើញអាអ្វី អ្វីដែលយើងឆែនយល់ទេបាទអានឹងដែលជាហេតុផលមួយដែលបង្កើតមានdata privacy ហើយនឹងGDPR enforce កើតឡើងមកបាទហើយយើងមានរតនាក៏លើកដៃរតនាអញ្ចឹងយោបល់សិនមុនវងវត្តឆ្លើយគាត់ឆ្លើយនឹងអាសញ្ញារោគាត់ Service provider nâng khi ông chặt tục thà chia data controller rì ai individual personal ni mùi nâng cứ chia data subject rì ai bật đông nei user để prao pra network rõ nâng cứ chia data processing bà xong cho rùm bật ok bong bong ra tà nà mà nhé bong bạn nhôm xong xuân tích hãy đấy bạn bong kết tha data controller chia social network service provider bà để nhôm kết tha bạn controller mid tonality thay toám bà thay toám cứ protect từ lời data đó nó mình ao miền cà bình từ c nhôm pi dùng bà ok ờ đây sao ta quát chui và thích data phải dừng chân dừng kịch thang quát chia data controller bạn nè đại trong nè đại trong và trên dụ ba xe tiết xôm xôm lướt đáy hay nì dây mỏ cùng cùng từ xe ấy nè bởi dừng dây khi chạy xong khi về lo chuyện nè nè đại từ xe nâng chui chui dây bình nằm bây dừng lươn tâm mục tâm bất thọc hiện topic very interesting bởi sân chia post covid ai nâng miên interact nơi khẳng khăn ông xa nà mùi dân cơ dân ai chơi xa lòng khỉa bàn tràn yeah, it's good chạm bê hai dòng dân kích tiết mỏ lấy mọc bê vùng chơi mà đón à bạn mới tư mỏ ok tâm bất nẹ tầng ọc nha đài cái hai tha claim tha data controller cứ social network service provider nâng trở ọt khó hề bần tay bịa mà mặt đại dương lược vô mà chơi hết ấy ban dương vậy tha social network service provider nó chia data controller cứ dương đau từ lớp bịa mà mát ấy cứ quát trên nè determine từ lớp purpose này ca pra personal data đại user nó cắt xe chắc user cắt xe nó càng không nó cứ vậy luôn cứ vậy social network service provider cứ platform cứ sản phẩm social network rồi có communication dựng ở ai vô data nâng tờ pra ấy cài bị nâng bán nè understand hồi đây nhóm chân dạy tròn lại nâng ấy ô tiêu hoa tha dương send data personal data dương nâng khẳng khăn nâng vì mà ai tha send chmua pha nhóm send ngay khai cho nâng gần nào đây pha nhóm tức vì ai transfer nâng tờ chia cái hai tha sử bột dồn hoa rồi có ai tờ đó sợ phạt thì tiết ọt đi chúng social network service provider nó ban determine hai sai cái tha platform social network này cứ communication chúng group biết đôi chia cái hai tha information sharing chẳng nó trang lại nè chúng group personal data rồi có ai để dân send cho láng cứ không có bấm lòng mỗi platform mỗi cứ communication rồi có information sharing vì ở ai vô tập pra không này ai xem thiệt đấy tụi bây giờ user nó có trang ao tha personal data hoặc quan nó nâng client tới chia cái hai information nào mỗi xem tiết vận tải nó đo data third party nó có vô tranh cái pi social network platform nâng tầng
Okay. Analyze ấy bắt đầu thì bản thân bản thân trên nền công trường cao này social network platform này cứ basically target cứ for communication. Chẳng bàn nói rằng lại nâng cứ kê xâm đại group group data controller rồi có data processor ấy cứ kê bắt đầu nâng lợi bị môi cứ nét đại cầm nọt goal, goal đại kê hạ tạp purpose này ca pra personal data nâng nâng cứ data controller. Bạn ok bạn chẳng nói nâng lạc khăn ấy social network service provider ai chia data controller hay có ai chia data processor đây hay dân khuôn ai nâng bên ấy có cho room chấm này ai chia data controller phải dưỡng hay có chia data processor này bản thân chỉ dưỡng chọn processor này khăn nông nè bạn bản tái mainly data controller cứ social network service provider pro ấy quạt ban cùng nó đấy thằng platform để quạt ao dưỡng prapra này cứ sắm rap communication chúng quạt determine purpose này cả prapra pro miễn sub group bài giảng để dưỡng xe nơi trong platform phải quạt như thế vậy bạn cô ta make sense đấy. Yeah, make sense. Good. Oh, miền sụp thiê quạt lực đầy. Bạn. Bạn, còn vuông chăng xong và chạy mà scope từ bốn quýnh. Nông nơi để tha data controller rồi có data processor kê bị chạy tha determine purpose and means. Chăng nông cả nơi nâng toa ta lẹ khăn từng phí rồi có lẹ khăn mùi. Hay xong đua và toa tiết nhưng chăng xua chọn mùi chết bạn xong tổn tích. Xong xuống cho môi thiết ta ta purpose cả lại nâng kê cũng nó tha vậy ta ôi tầm miên purpose mình qua tha purpose chia quấy rồi cơ quấy thì mẹ nế bạn bạn nhóm chân bị chạy tha nét đại thông dân kê cứ data controller data processor cứ chia kê hai tha ai chia third party rứa cơ chỉ thêm quạt luôn ai chân data controller cứ ban kê hai tha determine tha có chân ban vô personal data nâng vô tịch vừa ấy tam rồi biếp nà chúng cá bê khác quạt ở đăng tha trời phơ tam rồi biếp nà bản tác quạt nâng take cái hai tha take suggestion pi data processor màu bản tác how to process the data còn nâng trời binding nơi khẳng khăn ông contract rồi viên data controller chung mùi nâng data processor nâng đài nơi trong lại nâng dẫn chạy sáng cứ data controller cứ chỉ nè determine tiền purpose tiếng min nó không cao process hình năng. Chúng ta bảo dân chỉ có admin cái hai thật tool rồi có admin knowledge nó không cao process đảm bày bàn tới chỉ information để có trong bàn tết quạt nâng tới row third party. Chân third party rồi có data processor nâng quạt nâng chuối cái hai thật aoi chia dục bò. Bạn ta chạy sáng finally nó không cao thử process cứ tới min binding. Thà ta process này ca vô personal data pocket vô mà pra viên nơi không process để binding nơi không contract rồi viên data controller nâng data processor nâng nơi không limit và bản nà ok à, hãy tệ tôn chủ môi nâng purpose bị đám data controller quạt ạch chăm bạch trâu tự pra data processor data subject thay quạt vô bổ miền nâng tự phương ấy rưu có ấy rưu còn chè bị đám quạt prap tha nhóm in the time để quạt xong concern pi data subject cứ quạt chọn vô mà tha nhóm con để chọn vô đang bay rob chùm luôn mà nút cho mà visit website nhóm mày con đánh chăng ấy bàn tay later on quạt finding tha bỏ miếng nâng bia sầm khăn ai nâng prap nâng nóng purpose nào mới xem tiền nhưng bây khác quạt vô khóc quạt thắng quạt bán xong concern nâng hơi vậy xong concern hơi vậy chứ quạt chọn vô tập prap ấy cả bàn này bản tai nơi pe đại data privacy enforce GDPR enforce group pe đại dương prapra nơi khnông cô bẩm nóng đại dương ắt ban bạch chạy kê prap nơi pe đại dương xong concern pi data subject tế dương trâu tai initial request mà đong tiền à chứng tích tiết nâng tạo đo slide để tạo tôn chủ mối nâng obligation sản phẩm data controller cư miên bạch chạy prap mà chúm nuôn tệ tôn chúm mùi nâng tha ta miên obligation này khá để quạt trớ respond tiếng nơi mục chú bác tiếng nơi mục data subject bạn chẳng à nhung okay. Vậy mà bà TP mạnh nâng cứ answer the question này tha bong quạt xua tha ta vô tập ra purpose ấy các bạn đài chẳng á bọn chẳng answer phải nhóm cứ chẳng bọn
dương trai prà subject bạn bà sân chỉ miên cô bầm nong ai xem bị nâng tiết từ reinitial nông ca xong consent bị data subject bà ở con vuông ở con bạn bạn ông tính như mai continue từ và to tiền đó nè yeah go ahead Chia sẻ slide này việc con đã chú ý answer the question mấy nhỉ bạn chứng và to từ tiết này cứ chia obligation dial data controller từ miễn cứ tìm mối you shall have a legal basis to process the data bạn này thà bản thân chỉ còn từ ca admin data processor để cài bị quát rồi có quát khuôn anh quạt từ process từ personal data data pocket bài nè quạt từ miễn binding từ cái hai thà legal thà quạt vô phần miễn nó một thứ gì cả từ miễn binding process tam luật điện nè chứng anh ấy về tại tôi một chút bạn chứng dương từ từ miễn process rồi có cái hai thà miễn guideline chứ bà luôn tại tôi chủ mối nâng cao process từ data nè hãy you shall process the data for a specified or specific limit purpose only. À, nó cứ answer tới những question để nhóm bạn trả lời mình đài. Bạn. Chứ bởi dân xong ông bạn tha, nhóm xong consent vì customer của nhóm pra cứ đảm bấy để send telecommunication tới quạt để tôn cho mỗi ông bạn tha newsletter. Bạn tay letter nhóm miễn advertisement. Advertisement chúng nhóm ad accent là đang tới quạt ban tiếp đây bờ sân chỉ nhóm ad ban xong consent và time bị quạt chúng các ai tha ô nhóm vô bờ miền bị quạt màu sạp đầu bế nhóm found tha ô bờ miền nắng nhóm ai vô tới analyze thuê chỉ statistic thuê chỉ a mà chấm luôn là bày lụa tới party na mua xem tiếp tôi có provide free tới party na mua xem tiếp đào nhóm ad ban xong consent được có include purpose nắng nơi bây để nhóm xong consent bị môn mau bị customer nó nghe nhóm ad ad vừa nâng bàn này chẳng còn lại ní cứ data cái hai than personal data rồi bỏ data subject cứ pra only specific rồi còn limit purpose nó bây để nhóm xong consent bị kể hai thì bởi you shall only collect the data that are necessary to pursue this purpose chúng cá dân trời ca tại chúa đôi ông mà thay dân trong cọ sập một chuyện họ trời ca tại lấy passport trời ca tại chúa phò quạt trời ca tại cái hai thay thay hai trăm cái nào phò quạt phần tái nơi không phò miền để quạt ao máu vì ai tẹt tôn chủ muối nâng cái hai thay sensitive phò miền mà chủ luôn bị quạt đôi mà thay quạt single rồi có on ai thay tẹt tôn chủ muối nâng ai tha tẹt tôn chủ mối năng phổ miền ABC của mà tha chủ ngư ABC để quạt miền này ấy chứ chúng ta việc ắt bẹp pon chủ mối năng necessary để dân vô từ cọ và túp rồi có dân vô từ book support cho nó hay dân từ vô ở năng mà store tục đá tì mũi việc ngôn đa tập bài khỏi giường tì pí bằng miền bằng hà bridge dân tới in cái hai tha encounter từng ở năng dân nơi không chụp nói năng data controller cua ta limit cái hai tha data đại chọn bàn chứng purpose quạt ấy kế quạt trời vô cái hai tha mà là mốm để quạt ai enough nông ca generate chỉ information hoặc quạt nó cứ enough bạn hay mùi tiết cứ tẹo tôn chủ mùi nâng duration nơi nông ca store nâng ta quạt trời ca process rồi có trời ca store nâng tam legal rồi có tam cái hai tha purpose hoặc quạt không dạ bê bần nà dân bà sân chia mình trơ ca AU tế mình trơ ca không ca khai việc tục rồi có store việc tục cứ trơ destroy chào bạn mà đó chúng nói tí buồn nắng toàn đây tặng ọc này yeah go ahead đó miếng khuyên lược đại vậy tao thấy chào bạn chúng nói tí prám tẹp tôn chúng mùi năng accuracy này data accuracy này data cứ ai tha tẹt tôn chủ mối nâng data dial user quạt rước quạt customer quạt claim tha data để quạt out thì muốn nâng khâu chứng quạt chọn cài prai chứng trai accept ai quạt cài prai hay à khâu chứng trai lục chào mạch so tục thì chứng store tai data nó để accurate hay trầm trừ bạn hay chứng miên responsible mối tiết cứ keep data nâng secure
Anh chăng chung cá chung cá vì ai thà bờ sân chỉ dừng ở focus nơi lớn năng tế miền bảy hà lịch rồi còn miền bảy hà passport từ customer khi năng ai take legal action mà lời dừng tụ bây gì kê ao concern nơi trong cá prapramen phần tái kê admin ao concern nơi trong cá thuê bắt băng đại ta phật kỳ thì kê admin đo concern nơi trong cá thuê lịch đại ta phật kỳ thì bạn chăng cái lại nắng dừng từ focus thằng đại ta nắng cái ao mà dương ấy chọn vô tập tục nè các bạn chọn vô tập thua ấy bắt các bạn chọn vô tập thua ấy lịch các bạn giờ ở đây anh nắng dương tới focus nơi lời chụp nhận mùi đại bạn mới tiết you saw and the ball data subject to exercise their rights chẳng anh nắng via chia chụp nhận đại data controller nắng quạt tới khi hai ta có enough ability sản phẩm ao data subject nắng quạt khi hai ta admin cái hai activate set pocket bàn bàn phần tay cái lại nâng data controller có quạt miên bản đính đai chung cá main sum rap tới dương mình nét quạt exercise à nâng ao thua khóc chung với customer tầm ở hay chẳng quạt miên bản đính tha we enable data subject to exercise their rights but in consideration of legal binding nào mùi tay để quạt tới thua bàn bạn tái dương rót đàn na miếng sừng đua rót đàn na đa bạn ba bằng phép còn đang chuẩn lời tìm pram này bạn này thay dương keep accurate data chẳng mấy nhau thì họ thay dương thứ bạn chuẩn bị keep data cho bạn tái data để chỉ history đứng tiếc lắm dương cầm lấy đã thay vì muốn tên mình này còn dạng mạch hay là lấy còn update mà thay mấy dạng mạch chỉ từ tới nó không đạt được bấy dương tay tại mùi store đã thả history bọc quạt vì muốn gửi trẻ mà là nó cứ màu thầm mây nó cứ nhìn chọc mình và về chẳng thật ta vì miền bánh hà ấy đại tế thì mùi thì bí nhầm lửa thì ho đôi chìa Facebook dương ấy địch tới nẹ đặt tấy nó mơ khơi tha dương bàn tay địch hay cho tầm mơ history nó khơi bịa vì muốn nó dàng mạch từ tiên nọ và bài ca hướng dương tha từ xe ấy co đó hay dương đồ từ bị ở những cái từ mưa khơi à co nó tiệt bây giờ bọn này hay chụp qua telegram ấy như đi tới cứ còn là khơi hay đi thịt thì cứ cái hot ai từ mưa à bị chặt vào như bàn này thế nhưng khơi tha bị bay chụp mạnh nó khơi tha về miền ca khó khăn này cái ăn quạt bạn xong bạn bông trăng lại ní nhung trăng ao dương chạy đặc bị tẹo tôn chụp mùi năng accurate từ lời data rứa có pass data tiện năng cứ xem cái này bông accurate từ lời data mà này tha data nó khổ đôi ông mà tha quát paid pho quát pro hề bàn tay dương cho lắm đã sợi nhưng pay nó cứ dương tới bà sân chỉ kê request ở dương cái đầm bay follow từ lời cái hai tha correct data anh nó cứ dương tới cả cái nó ngay dương ở trong bài clip à po miền cha đã khổ hề bàn tay tẹt tôn chủ mới năng all data chỉ riêng gì đều chung cá biết tẹt tôn chủ mới năng cái hai tha chấp bắp mà chủ nuốt ông mà ta transaction process transaction được gọi ấy chứ cái tới vừa khai bảy năm được gọi ấy nó dân tới keep all data nông tục rồi chân trăng gọi ấy nó cứ dân tới chạy ở đây tẹt tôn chủ mới năng accurate data ban này tha cá cái price từ lời data để dân khơi tại việc khổ bạn mối tiết cứ dân keep all data dân vừa cái hai tha update bắt chế bọn cam từ lời data năng ban này thà data vì muốn làm mà lấy tủ sạp vì muốn cắt ra năng nhưng mà ban này thà data lấy tủ sạp năng khó hơi data năng khó hơi còn đàn tái lấy năng cắt ra áp xèn chứng dân phơi bắt chế bọn cam từ ra robot xèn accurate data ní về tệ tôi ngoài data năng ở dân found thà ô data năng từ xe khó chứ mua quát từ xe khó được cái ấy dân ta cái hái keep ta anh đã trời tự bà hay tẹt tôn chủ môi nâng mảnh sầm nua đại bon xua tẹt tôn chủ môi nâng Facebook hay tẹt tôn chủ môi nâng Telegram rồi cỡ ấy anh nâng via nơi không kẻ hai tha anh nâng nhung cua tay vậy mấy via tẹt tôn chủ môi nâng cùng rất này ca đại dân ai view mơ tờ history phò dương rồi gọi anh chẳng đài chẳng bia tới ban chạy tam mà dạ cái hai tha system rồi gọi tam mà dạ platform để dân trai chẳng chung cá ai tha platform nơi lơ telegram kê ao dương khơi ta cái hai tha bởi dân edit dân mơ khơi ta message để dân edit nâng tê message vì muốn máu bị bạc này
bạn anh ấy vì chia về ai thà limitation được coi chia đầm rẫy cá rồi bóc platform nè chân cả lại nắng bà sân chia dân luôn ai chia cái hai thà dân chia data subject trong cả lại nắng dân miễn sức nơi không ca exercise cái hai thà inquiry tờ lên nè phần tái chắc là anh thà kê provide ao mà dân được coi ấy vì miễn binding contract chấm mối nắng legal part poke được coi term and condition poke chân tới bạn chứ mà nó trong cái lại lên bờ nó còn nhóm bạn bị chạy bạn này tha in term of data subject cứ dân ai exercise sách phải dân bạn phần tế mình men cái hai tha viên nơi không consideration rồi bỏ term and condition này platform rồi có data controller nâng đài bạn hai mũi tiết number 8 cứ you should maintain a record of processing activity chúng anh nắng cứ pe để dân vô tờ process for a dân step mui for a step b for a các anh chẳng cứ tờ miền record cho bà luôn pro a bà xin chỉ dân admin record té dân ai than nơi không chỉ lo pe để dân for processing những việc admin step nào mui cái hai than về miền malfunction được có miền bằng nhà ấy nhưng ai take action nó trăng lại nắng rồi coi dân ai vô anh nắng mau for chia cái hai tha reference nơi đây để miền bridge rồi còn miền legal action nam mùi na để cắt lại chẳng chẳng bàn kê đồng rồi dương nâng miền record processing activity nâng hai còn mùi tiết còn nâng đi sầm khăn sầm lập data processor chứ mùi nâng data controller đây để còn ai vô mà review tha tất data controller nâng còn miền binding processing activity ấy đây đồng rồi ở data processor nâng chui thuở copy nâng data processor to take your own responsibility. But Sophia. But Wong. Bạn. But nhóm okay, tiếp tục lấy phẩm bảy trong xu thế nắng lại record of processing activity đang về đôi chỉ audit trail và nhớ người gọi vì rồi rồi tầm rung mất cả bạn này sẽ tự dưng ở tự dưng miễn ai bị chia vì chia binding process để dưng thuê nơi khẳng khăn legal contract hai mối tiết nằm bay ở đăng tha dạ bỏng dưng anh đang dưng miễn policy chẳng bằng tay số thay dưng follow tam policy nâng ai ớt là dưng miễn lock để dưng vô tư review again policy thôi dưng bằng dưng đăng tha ta dưng thuê trở đại được ớt chúng anh nói như chia lock được cái audit trail phải dừng chăng đại dương nâng vô tới prepare chủ mối policy được cái binding contract đại dương thuê giải quyết chia legal bank và học còn nhâm xong xua lấy buôn thế you shall keep the data for not longer than necessary mà nè bạn cần lại nâng vuông ai phải dỗ địch bạn ấy ô tha lỡ propose dương cô đó thì Facebook chân vì anh mình cầm nót hai dương ai cái retrieve và message chat chat mình cầm mơ message chat chat đo bà phê này cô đó đi Sky cô đó cả này Sky cứ viết tục history dương viết bẹp mà viết tục tầm mặt hai đấy và lực lên cho chat line của đôi kia viết tục tầm mặt hai đấy lực lên cho dương xe về còn đấy copy Telegram copy Facebook Messenger ấy dương ai vậy đó retrieve và message dân chặt chẽ nè, và đây nhưng mình và các anh vi ao đâu mà phê na đây, còn lại dân ai cứ retrieve khỏi khỏi mình đào phê na, chẳng cả này lịch buôn nó scope lịch buôn nắng, mà sân chia purple dân tha ok ở lỡ dân ba coi là tệ chốn quạt ba mơ history quạt tăng bị phê chập đại mỏng không, tăng bị đại mà lỗ đối với dân trong gì thay dân tục lỗ, chẳng cứ chăm bắt tục lỗ tại dân cho lên lịch buôn nó dân ai tục lỗ bàn hoặc là chế bông cái lại nắng nhom sông ắt vô sân vô để tẹt tôi mùi nắng social media vô mà chơi pro ấy đã xa ta dương ắt ba hay tẹt tôi mùi social media tẹt pro ấy dương mình chơi data controller hay co bị ba nắng rồi experience tẹt tôi chụp mùi nắng dương ắt đang thả binding khẳng không được bao Facebook rồi co khẳng không được bao Telegram rồi co ấy việc bài mà chơi pro ấy chạy sáng bờ chỉ nhom rồi co phía sáng cái dương chia data subject dương chỉ đẹp pra phần tay bật tẹo tô mỗi lệch buôn đi với nhầm trang ao ông mà thay dương thuê ca này không bằng đưa gọi dương thuê ca nơi hàng không company mà chùm luôn đại miên ca pra data để chơi thuê akai chứ anh nắng
vì dân dân sửa nơi nơi khẳng trong ca analyze ông mà tha miết data mà chùm nuốn đại dương từ khi dạy về một năm rồi có đọc năm mà dân từ phần tay miết data mà chùm nuốn về đại process hơi dương ở từ cái OT ho và sân chỉ dương đã tôn chùm nuốn nâng card information vinh chứng card information mà chùm nuốn về đại authorize rồi có cái hai ta dương authenticate at authorize hơi cứ từ order to delete về cho nhảy cái ăn ăn nhạt ở tục cái đôi cái hai phổ bộ sensitive authentication data đôi phổ bộ CVV anh chăng để dân vô từ thuê process online anh chăng á bông chứ là nắng cứ dân chia data controller đây process về đây authorize hết cứ dân từ delete chào lại chứ lại nắng về answer từ lại tha non longer than necessary rồi ấy dân lên từ ca ví dụ mà process ấy tiếc đó bây giờ authorize set thôi lại hai ở hết đừng ấy dân tiếp tục data sensitive data năng thở ấy bạn vấn đề bởi vì mình binding chủ mối năng lệ khăn chấp bắp ông mà ta lock từ lời transaction mua hình chân dân trời để xa tục per chnam rồi để xa tục pram chnam rồi cái nơi tám legal cái hai ta legal term để cái tranh màu hình chân tờ bạn bà tệ tôn chủ mối năng social media rồi có telegram rồi có ấy nhưng mà nó không ca cho lời đẹp rồi ấy dân ọt đơn dân sọc ngay dân mình đa tua chia data controller thì dựng đa tua chia nét đại pra platform nâng tê chia data subject tê chứng dựng ọt đang thả binding khẳng nông nâng tao về miền ấy khá hề đó thì dựng review term condition có dựng mơ ọt đang chạy đại pro ấy miền tại data controller tê đại quan miền chung cái còn miền ở certain kẻ ta certain obligation phó quạt chung môi nâng khăng chạy bạp rưu có khăng ấy đại quạt tê để xa tục ở nâng nông dạng bê na môi chạy bạc loa chân tử ba ở quân trần vùng vô lại ở quân trần xong bật thêm tí tiện chung cá a tha p khá cái ao quạt tụng bờ nằm bần tay đầm bay rẽ xa tụng được quạt ở tây ca pra thì chẳng hả bóng chung cá có quạt a delete ở nắng chào đài bà dân chia ô mà tha p khá bà respond tới căn cái hai ta inquiry bị user vinh bà dân chỉ admin cái hai ta legal binding ấy chúng ta còn ắt chẳng tục admin personal information nâng ấy pro ấy personal information viêm men pe khá nhưng cái ta vì useful phần tay pe khá vì chỉ cái hai ta cái prapia ta bothersome vì chỉ bằng tục nơi pe để dân tục vía useful and can be painful. Yes, yes, yes. Bạn, anh nói về nhóm chân dạy cái lại nâng chân đài. Chúng ta rô phía hoài tế và đọc rời. Ok. Chắc ai continue từ bà to tiếng rồi nhóm kết thân nơi slide cho ra anh đài. Bạn. Ok. Chân tệ tôn chủ mối nâng personal data. Dân tôi understand personal data trong cái lại này. Chân chạy sáng detail dân ai từng cố chủ mối nâng GDPR rồi có ICO cứ cái mình explain tha personal data cứ xâm đào từ lời ấy chạy sáng và tại nơi trong cái lại này nhóm chân và hai tệ tôn chủ mối nâng bay attribute xâm khăn đã count as personal data chân tì mối cái hai tha key attribute rồi có cái hai tha direct identifier nhưng đôi lệ cả tạ xin là bàn đôi chìa mùa đôi chìa ấy cái tiết ai tha lệ passport dial only one ID rồi có cái hai tha one attribute nâng ai link tới individual bàn nâng cái hai tha chìa key attribute rồi có direct identifier đây chỉ part là bóp personal data chứ chạy sáng personal data này cứ xâm đào tới lời away ai tha vì ai tải rồi có bằng đống ai link tới cán individual rồi có mối tiết đài cái hai tha vì chỉ part about personal data đấy vì ở link tới individual đấy phần tai bờ sân chỉ link vì thôi ở miền impact tới cán individual nó có vì chặt tốt nó không personal data đấy chứ thì mỗi cứ khi attribute được có cái hai direct identifier được nhóm bị chạy phạm chẳng lệ ở tại sinh là ban lệ passport được có ấy vô tờ query đăng thá bộc lộ nó chia nè nà mối tiết cái hai quantity identifier đội lệ ngay khai cho năm cả nào ngay khai cho năm cả nào tầm mũi ắt đăng thành nhóm chia nè kê tê address nà lệ assay than nhóm có ắt đăng than á ông mai thầy dân nơi bị tục chùa chẳng dân ắt đăng khơi nhà sai than nắng ắt đăng than chia bọc cô na thì bên tái bờ sân chia ngay khai cho năm cả nào rước cọc hết
hay chỉ mùi nâng address dân ai và cho là nâng mau chỉ mùi cái nhưng ai link tha ôm mà tha nơi khăn nơi khăn apartment nâng miền đọc và tụng chân nơi khăn khăn nâng dân dân trăng rô tha quạt nâng chia sạch trấy hay chia mình ụt chá cả nâng khai khai chân nơi address nâng dân con cái lấy dân khơi nhỉ tha nè na cái đây chỉ bộc lộ năng ai link tất cả là năng bàn chẳng attribute được gọi identifier năng đại trao vô một bộ phải cho cái hai link tất cả individual bàn năng cái ao chúng ta quantity identifier bạn hai năng mối tiếp đây chỉ part of personal data đấy cứ cái hai ta sensitive attribute được gọi sensitive information ông mà tha dương ca là bệnh dương ca covid được gọi dương ca HIV anh chẳng anh nâng vì ạc linh tài can mà nâng nâng bằng tay bà sân chị disclose bò rồi miễn nâng vì thơ ai impact tài can social life rồi có impact tài can individual nâng bàn chẳng anh nâng có vì chị phát nâng không personal data đây chẳng chạy sáng personal data cứ vì miễn bây attribute nâng key attribute để kê ao chung tha direct identifier nâng quantity identifier nâng sensitive attribute nâng bạn toàn đây toàn lại nâng yeah go ahead bạn ok chẳng nơi khẳng khăn ông nâng what constitute personal data chẳng ảnh ý với con ta chia example chẳng your salary pay ní vì mẹn chia cái hai tha direct attribute rưu có mệnh chế quantity identifier bằng tay viết chế sensitive information anh nâng có viết chế part about personal data đây. Medical information có đôi khi chmua hai nâng ngay khai chân nằm cả nào bằng sân admin chmua chọn khi chmua viết cư chế direct attribute đây rồi ai vô chmua dân the query mà có chánh individual nâng màu đài tại bản thân mình chúng tôi chọn kia chọn khai khai chạm cả nào chứ chúng tôi khai khai chạm cả nào bộ chỗ kia bạn ai link tới căn individual chứ bên nâng name hay nâng date of birth việc khai tới chiếc quantity identifier bạn your anonymous response to survey question là nâng việc track mà dương ạc đăng này bạn photo được có image on CCTV of course nâng việc tẹo tô mùi personal data phải dương này bây giờ mơ mục tới đăng thời dương chia nạ kê nâng việc bẹo bọn cho mùi nâng bộ cô lại bạn company annual report ấy vợ miền bẹp bòn ấy màu lơ bộ cô lê bạn dẫn kết thả lại nâng a clear ban trả đáy tệ tôn cho mỗi nâng personal data ok anh ấy chạy sẵn việc con đã chia example màu bì à môn này bạn ai ta bê khá tệ tôn cho mỗi nâng quantity identifier có kê ai áo cho mỗi chia sudo data cả thả bàn đây bạn chẳng phần tay có viên miên process nơi khăn ca transfer tàng key attribute tàng quantity identifier tàng sensitive information tới chia sudo data đây bạn phần tay anh viên miên discussion tiết và to tiết tha whether sudo data really anonymous data rồi có việc admin play chia personal data anh ấy chia question mùi đài đà trai cà phê bỏ sai chán vì miền tệ tôn chỉ muốn technical part để dân trai understand ha ta kê pra technical bài na để thua ở personal data nâng khai tới chia sudo rồi có cái ta sudomization hai legal binding bài na anh đang đi từ miền cả explain cho ra ở đây là càng không nâng bạn chứ nhom at go deep down tại đó nâng nghe bạn chứ nơi càng lớn ấy vì còn ta chia special category of personal data về đôi chia race ethnic origin chắc chắn anh lại nâng cứ sầm đau từ lớn sensitive attribute nâng anh bạn ok lawful processing chứng explicit consent of data subject chứng tệ tôn cho mỗi năng bởi xin chỉ dân trong follow tại tam regulation được có enforce này bập ở trong tới cứ nâng nông processing rồi bỏ dân cứ tìm mỗi dân tới xong consent bị data subject
necessary for performance of a contract បើសិនជាត្រូវការហើយបើសិនជាមានដល់ថ្នាក់ legal ទៀតគឺយើងត្រូវមាន legal binding ជាមួយនឹង data subject ទៀតហើយ necessary to protect data subject best interest អញ្ចឹងយើងជួនកាលយើងគិតថាយើងយកអានឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលបំណងផងយើងប៉ុន្តែវា conflict ទៅលើinterest របស់ data subject ហ្នឹង conflict ទៅលើindividual ក៏យើងអត់អាចយកអានឹងមកប្រើប្រាស់បានដែរ necessary to perform task carry out in the public interest also ជួនកាលយើងអាចថាយើងគិតថាវាអត់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ដល់ data subject ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកអានឹងមក process ពឹបវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ public interest ឬក៏ទៅកាន់ government ឬក៏កាន់អីមួយចំនួនក៏យើងអត់អាចនេះបានដែរបាទជួនកាលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងជាមួយនឹងអាចនិយាយថាជាឧទាហរណ៍ថា naked photo ចុះ data subject គាត់ don't mind នៅក្នុងការយកអានឹងមក share ឬក៏យកអានឹងមកនេះប៉ុន្តែ back ទៅកាន់ social របស់យើងឬក៏ back ទៅតាមច្បាប់របស់យើងដែលមានដែលហាមឃាត់ក្នុងការអូមកថា platform នឹងហាមឃាត់នៅក្នុងការ share គេហៅថារូបភាពអាភះឬក៏អីអញ្ចឹងអានឹងវាចូលទៅចំណុចទី5ហ្នឹងហើយ data subject គាត់ don't mind គាត់ give consent ប៉ុន្តែ back មកលើ platform វាប៉ះជាមួយនឹង public interest អានឹងក៏យើងអត់អាចប្រសេះអានឹងបានដែរវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹង lawful processing ហើយ necessary for legitimate interest ជួនកាលយើងសុំ consent ពីគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង consent ឬក៏អ្វីដែលឲ្យនឹងវាខុសពីច្បាប់ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានអានឹងក៏វាអត់នេះដែរវាអត់ត្រូវដែរបាទតាន់ត្រង់ចំណុច lawful processing ហ្នឹងតើត្រូវទេនឹងអត់មានណាគេលើកដៃទេអញ្ចឹងតែមុខទៀតបានទេបងហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាចតែនិយាយទៅអ្នកនេះគាត់រត់ទៅអស់អត់រត់ទេកំពុងស្ដាប់ជួណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតសិតតើសិត data subject នឹងមានអីខ្លះតិចទៀតយើងនឹងទៅ actual rights ហ្មងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជា query ពី data subject មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង I don't want to receive your marketing letter and promotion គេអត់ចង់ត្រូវការហ្នឹងតើអាចបានដែរឬក៏អត់ I want to be able to take my data and reuse it on other platform គាត់ធ្វើបានដែរឬក៏អត់ Did I agree to thatI didn't see a privacy notice on your website when I tap in my detail. ជួនកាលគាត់អត់បាន review មើល privacy notice គាត់អត់បាន review មើល term and condition. ប៉ុន្តែ it's come to a point that គាត់ថាអ្នកឯងយក data controller ហ្នឹងយកព័ត៌មានខ្ញុំតែប្រើប្រាស់អត់ត្រូវ purpose ឬក៏អត់ត្រូវ interest គេហៅថាវា conflict ជាមួយនឹង interest របស់គាត់តើគាត់មានសិទ្ធិអាចquery នឹងបានដែរអត់ inquiry នឹងបានដែរអត់ does the right to be forgotten apply to me បានន័យថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកឯង send អីមកទេឬក៏ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកឯងរំខានខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកឯងលុបព័ត៌មានខ្ញុំដែលមានពីមុនមកតើអាច request នឹងបានដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងសិតតែជាសិតដែលគាត់អាចគេហៅថា inquiry exercise បានប៉ុន្តែនៅក្នុង controlការ control ឬក៏មានច្បាប់មានអីអញ្ចឹង I want to have any error corrected អាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយ accurate data ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកដែរអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងវា effective ដែរឬក៏អត់ឬក៏អាច exercise ទៅលើសិទ្ធិហ្នឹងបានដែរអត់ I want to find out what data you have about me and how you are using អមតាគាត់អត់ច្បាស់ទេថាពីមុនពេលដែលគាត់ agree ថាឲ្យយើងយក personal data របស់គាត់ទៅប្រើហ្នឹងឥឡូវគាត់ចង់មកសួរតើគាត់អាចសួរបានដែរឬក៏អត់ព្រោះអីមាន company មួយចំនួនគាត់ថាឲ្យហើយហីមកសួរអីទៀតខ្ញុំខ្ជិលប្រាប់ហ៎អញ្ចឹងតើគាត់អាច take legal action នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបានអត់ Please stop using my data until you have checked there is legitimate purposeតើគាត់អាច query នឹងដែរបានឬក៏អត់បើសិនជាគាត់ finding ថាអូ data ដែលអ្នកឯងពងយកផងខ្ញុំទៅប្រើហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងផ្លូវអត់ត្រូវឯង illegal អញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រឈប់អាហ្នឹងសិននៅពេលដែលអ្នកឯងព្រੂថា
nè anh pra pra nâng trời tam play chứ bạp rứa có trời tam purpose để nhóm chẳng bán bằng nhóm activate anh nâng ai vinh ta quạt ạch xong thuê anh chẳng bán này được gọi bạn chẳng chạy sái ní cứ chỉ sật rồi bỏ individual under GDPR chẳng tì mũi cứ rise to be informed chẳng tẹt tôn chú mũi nâng purpose rứa có ấy nâng phê đại quạt vô that personal data របស់ data subject នឹងទៅប្រើគឺត្រូវ step ឲ្យច្បាស់នៅខាងក្នុង consent គេហៅថា consent letter ឬក៏នៅក្នុង survey អីក៏ដោយបើសិនជាមានយើងត្រូវការយក personal data របស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ stay គាត់គឺត្រូវការឲ្យយើង inform ឲ្យច្បាស់ថាតែយើងយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើអីឬក៏យកទៅធ្វើអីបើសិនជាយើងអត់មានអមថាក្នុង form ឲ្យគាត់បំពេញយើងអត់មានបានប្រាប់ថាអូ personal data ហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ send ទៅកាន់ regulator បើសិនជាមាន inquiry ឯងបើយើងអត់មាន state នៅលើហ្នឹងសត្វតែអ្នកឯង send អាហ្នឹងទៅគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងយើងព្រោះអីយើងអត់បាន inform គាត់ទេបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគេហៅថា form ឬក៏អីគេហៅថា form of consent ឬក៏ letter of consent ដែលយើងសុំពីគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវ inform គាត់ឲ្យច្បាស់ថាយកអាហ្នឹងទៅធ្វើអី the right to access អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់អូមកថាគាត់ចង់ query មើល history ឬក៏មើលព័ត៌មានរបស់គាត់គឺគាត់អាចស្នើសុំបានបាទ rectification អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកន្លែងនៅក្នុងការកែប្រែហ្នឹងឯង rectify បានន័យថាធ្វើការកែប្រែទៅលើ error ព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការ rectify នៅលើនឹងបាន error forgotten បានន័យថាគាត់លែងចង់ឲ្យលែងចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ company យើងហើយអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យយើងលុបអាហ្នឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាច exercise បានប៉ុន្តែវានៅ under consideration ហើយនឹង binding legal contract ជាមួយនឹង data processor ដូចគ្នាបាទជាក់ស្ដែងដោយឧមាថាយើងសូមឲ្យគាត់ចង់សូមឲ្យយើងលុប transaction ឬក៏លុបព័ត៌មានប៉ុន្តែជាមួយនឹង legal ឧមាថា process នៅក្នុង bank អញ្ចឹង transaction ត្រូវ store ទុក at least 3ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់តាន់គ្រប់3ឆ្នាំអត់តាន់គ្រប់7ឆ្នាំផងគាត់ចង់មកសូមឲ្យយើងនឹងលុបឬក៏ forget information របស់គាត់យើងធ្វើអត់បានទេយើងអាចលេងតាក់ទងមួយគាត់ពីពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលចាស់យើងអត់អាចលុបចោលបានទេយើងកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវមកចំណុចត្រង់ចំណុចថា right to be forgotten ប៉ុន្តែ right to be eraser បានន័យថា erase history ដែលមានយើងអត់អាចធ្វើឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងមាននៅក្នុងគេហៅថាbinding នៅក្នុង control ជាមួយនឹងយើងដែរព្រោះអីយើងក៏ត្រូវ comply យើងជា data processor ក៏ត្រូវ comply ជាមួយនឹង legal regulator មួយចំនួនដែរបាទហើយ right to be restricted processing អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិអីព្រោះអីយើង purpose ឬក៏យើងយកផុសគាត់ទៅ process អីយើងត្រូវប្រាប់គាត់ហើយគាត់មានសិទ្ធិ tick ថាឲ្យធ្វើអីខ្លះបាទហើយ data portability បានន័យថាstore ទុកនៅកន្លែងណា portable ហ្នឹងបានន័យថា device ឬក៏ការ store ទុកផោះគាត់ហ្នឹង trends ឬក៏អាចគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការ request យក data ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង platform អីផ្សេងទៀតបានដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងពាក្យ portability ហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំប៉ុន្តែឲ្យឬមិនឲ្យវានៅមាន binding contract ជាមួយនឹង data controller ហ្នឹងហើយ rise to be object មានន័យថាគាត់object ទៅលើ decision ឬក៏ទៅលើ process អីមួយចំនួនដែលគាត់អត់ត្រូវការហ្នឹងគាត់អាច object ទៅលើហ្នឹងបានជំទាស់ទៅលើហ្នឹងបាន rise on automatic decision making ឬក៏ profiling ហ្នឹងក៏និយាយរួមគាត់អាចគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតាក់ទងមួយ automate decision making ឬក៏អីហ្នឹងពីដើមគឺអញ្ចឹងពេលដែល GDPR ដែលគេអត់ទាន់ enforce គឺនៅលើ form នៅលើអីគឺ tick ឲ្យស្រេចឬក៏នៅលើ online platform មួយចំនួនគឺគេប្រើគេហៅថា radio button tick ឲ្យស្រេចឬក៏
cái pra à tick box nó đây mình tick hai sợi phần tay bờ sân chia nơi trong under GDPR control này cứ ọt tí nè anh admin set nơi trong cái thuê cái hai ta this auto decision making trong lại nên tí lúc ta tại mình cần sân bị quạt ai thuê auto decision making nè bà nâng chia set thông thông tăng bổng bấy đà individual còn ai exercise bàn. Cho một đó chùm nói ní nhóm xong tay lươn tính chứ ná bộ ấy nơi xoay trang slide đây nơi trang chùm nói ní cứ tẹo tôn chùm mối nâng bà xin chì miên bánh hà bridge ta vì ai miên bánh hà ấy khá ná chân nơi khẳng khăn slide ní cứ chân riêng rộp tẹo tôn chùm mối nâng bridge đại cả đại trọc cả lang tẹo tôn chùm mối personal data đôi chìa customer account lộ bò Yahoo tờ hack tờ ấy chân ná bà hơi bà xin chìa miên bánh hà nâng cả lang chúng anh ấy cứ trong slide này cứ điệp rộp vì action để dùng từ cái hai thà consider dùng từ focus nơi trong lại nè chương trình mũi tẹt tôn chủ mũi nâng rise to be forgotten này rise of the data subject in hand the information được có request ở dùng cùng ao bẹp con này mũi quạt tiền chúng còn ai exercise ở nâng bàn. Tại bờ sân chìa trang lại ní, à vậy để nhóm trang lược láng cư viên miên pi chùm lạc xâm khán cư penalty chùm mùi nâng breach report. Bạn, chẳng tẹo tôn chùm mùi nâng penalty ní bờ sân chìa kê sài rô khơn đôi bì slide môn chẳng miên breach nâng cả láng cư add up to 20 million euro rưu có 4% of annual worldwide gai tha penalty. Đại kê ai nâng phạt bì này bì company nâng tự bàn. Hay mùi tiết bà sân chia dân inform anh ấy kê phạt nâng mà toàn ngài. Bần tác bà dân đăng thầm in bridge hơi dân ọt bàn inform tư kê ọt bàn viết xin chất sập bì màu ông tế vì miên à lôi phạt bì lơ nâng mà toàn tiệt. Dân anh ấy điện bàn chô khí mệnh bàn này tha penalty buôn phía rồi hơi dương ọt ban info ở dương ọt ban expo hả nâng tật can authority ở toàn pê tế kê ọt vô ấy mình chẳng ấy cứ kê miên thạc hả nâng mà toàn tiền bạn chẳng company mà chùm nuôn ở Europe hay nâng UK bà xin chìa miên ba nhà nâng cá lá và thân xót anh nâng go bankrupt đại rồi ấy vì big amount vì not small amount. Ok, chẳng data tẹo tô mùi data breach notification cái này là quạt xua tinh nhỉ, rồi nè bạn xua môn nọ, rồi nè bạn à lư rồi nè, lư liên sao ý xử lý bà lư đấy bóng bà chẳng phù hợp penalty ní, ta dương phương là tu tiền đi phục lục tay mà đón ឧទាហរណ៍ថានៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមានការក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ government sector អីគាត់ធ្វើការមាន breach personal data របស់ជនជាតិអឺរ៉ុបណាមួយតើអាហ្នឹងតើគេ penalty មកដល់ប្រទេសយើងដែរឬទេបាទអរគុណត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធរវាងច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជារវាងប្រទេសខ្មែរយើងជាមួយនឹងអូម៉ាថាអ៊ីតាលីចុះដែលជាផាតរបស់យុរ៉ុបអញ្ចឹងមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអូម៉ាថាព្រោះអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹង period នៃ Italian citizen នឹងដែលគាត់មក stay នៅ Cambodia ឬក៏អីអញ្ចឹងវាអាចថានៅក្នុងសណ្ឋាយោមួយព្រោះអីវាមានច្រើនសណ្ឋាយោដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងសណ្ឋាយោមួយអូម៉ាថាជា insurance ចុះអូម៉ាថាគាត់មក Cambodia អញ្ចឹងគាត់ទិញ insurance គាត់ជា Italian citizen អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ stay មួយគាត់អាចបានគេហៅថាអាចថាជាគាត់បានសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏អីដែរអញ្ចឹងទៅដែលគាត់មានសិទ្ធិទៅទិញ insurance ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺវាអាចថាពេលដែលគាត់នៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរ
bản tai pe để quạt tập lọp tới chia ở mai tập quạt tới sập quạt nơi không dễ pe na muôi có ai chăng chăng quạt become to be rồi nơi nơi trang lại nâng biên miền mũi tiệt để dân tới analyze để tôn chủ mũi nâng tha tai citizen nâng cái focus tới lơ tai sản chia tế được có focus tới lơ resident tiệt chăng biên miền bản tính trang lại nâng biên miền a certain level để biên bản tính tới lơ data nâng chẳng phải nâng cứ bờ sân chỉ miền bridge cứ chập tiếng pi bờ tây nâng cứ tới phốt vậy luôn cứ tới lược là máu đầm bấy cháu từ company nâng này toàn nó bong ra tận này không ba chung phá dân cách hàng trẻ nơi bờ tây khmer còn miền nam ok nơi bờ tây khmer còn miền nam nam tề phần tây company đã take Italian rồi còn European data quarter alert luôn anh thá nâng ad miền certain action trên bị GDPR đã ad impact mà can quạt bàn trên mền ban này thá chứ bạn nơi sọc không ai dương rồi có ấy ở toàn enforce rồi có ở toàn ấy còn ai free nơi không ca pra data rồi bỏ European rồi có ấy chẳng nghe mà chẳng có trở lại lời của ai tha a certain action để binding cho mỗi GDPR ai nâng miên impact mà can quạt bạn bà nè online service nè bạn e-commerce ấy cái đó ở đó online rồi vì hay miền ca cho chmua từ tua vô por miền bị nẹp ra prang còn sợ ai rồi paul bạc po lại bạn còn tách hay tràn bạn hay mùi tiết còn là nhóm trang bị chẹp ra thà pe khá dương ở toàn miền chấp bắp nâng direct lý phần tay cái ai thề chấp bắp rót vào ní rưi rót pro một toàn ấy mà chấm nuốn rồi ấy cái ăn vô nâng mau enforce nó lên dân có thà bà này bờ sân chia ông mà thà cái ở tại miền bắc nâng tệ bản tay dân phơi ở miền paul bắc paul từ lớp paul bây giờ paul kì cái nâng thế chấp bắp rập vậy ní mà đại lời dân này hai bờ sân chia dân phơi bắc paul đại dụ chỉ vật vì ở toàn miền ông mà thà DDoS vì ở toàn miền chấp bắp thà dân carry activity DDoS dân tới chập tổ hề bản tay bởi sân chia DDoS để dân thơ nâng bác bó đo trọc sập bát nẹ đặt tầy kì thích cho bác bó đo vầy ní dù mà enforce nơi lơ dân bàn hay bởi extend bì lơ nâng tất tiệt để tha dân carry ở nâng on hay thơ ở bác bó đo là dụ chữ vật nà kê mùi chân kì nâng thích cho bác bó một toán dù mà enforce nơi lơ dân bàn. Ok, let's move on bàn. Ok, chẳng data breach notification nâng, data breach only occur when data is lost. Cái nâng kết hàn no, pro A, it can occur if data is accessed inappropriately due to the lack of internal control. Chẳng mà này tha, data breach, mẹn bà này tha, bắt data phó kế bằng dương hai tập breach, chúng ta access, kể hai tha unauthorized access. Rồi có dương thư ở leak, đào dương admin control tâm trở có vị trí breach này. Okay. Breach are only serious if data is actually taken mà này kì dô ạc. Anh nâng có mệnh này. Unauthorized user access disclosure được gọi nâng viết có chiếc data breach nơi kháng khăn lông nâng đài. Bạn. Bánh hà đây Yahoo quạt miên bánh hà đẹp tôn chủ mùi nâng leak. Bánh tá cái này nó kêu vậy tha isn't it best to keep quiet quạt đăng khuôn tha quạt leak hài rồi quạt đăng khuôn tha miền bridge cả là ngay hãy quạt lại tục ta nâng bia chia cái hai tha cô ca trầm tới được gọi để chẳng best mà lời chạp bánh ở trời tế pro ấy bờ sân chỉ dân ở report bridge nâng bridge kê phạ bên đấy mà to ngay dân ở report toàn bê về liếc kê phạ ở thêm bì lơ nâng mà xa tiền chẳng hạn ít con thầy chỉ chúng nói khá chẳng clarify tên lỡ data breach. Ok, miền nhóm kết tha tẹo tôn chúng mỗi nâng topic ní vì
ở đài hơi bản tay miền question tích tuổi mà chùm nua này trong xua đôi tẹo tôn chùm mùi năng lấy nì tẹo tôn chùm mùi năng you make a call, is it a breach or not? She asked me to remove her information from our system, but it is required for regulatory reasons, so I refuse. Nhưng cái thà nắng chỉ bridge được coi chỉ no bridge. Rồi ấy tam set, cứ data subject còn mình set nơi không ca xa sau mà dân remove. Bạn ta bên ấy cứ dân ọt remove cao tê, đại xa ta dân miền regulatory reason đại dân trở keep data nắng. Chẳng back to wing, ta data subject nắng còn ạc rồi có cái call tha action để dân refuse lại nè chia breach the lơ data rồi có breach the lơ GDPR đã được gọi là sự thiê trái mà sự thiê lực đáy nè sự thiê sự tha nhưng cái này nhanh chứ breach không cái thay chỉ bridge được còn no bridge no bridge ok bạn chẳng chắc đáng cái này nó easy ấy, no bridge pro ấy dân miên a certain of cái hai thay obligation cho mỗi nâng regulatory được nhầm dạy chẳng dân ác exercise từ lơ sách nâng bằng tay sách nâng viên nâng nông ca make decision cái hai thay data subject ác inquiry được có request to exercise sách phó quạt bàn bằng tay mẹn còn exercise dương tới tập phơi tam còn đấy rồi dương miền bài đính chúng mới regulation mà chúng nuôn đại bạn chỗ nông ca này nâng chỗ nông ca này nâng request to delete nâng có viên miền chay nâng nông chấp bắp này mình chẳng ấy ui thò thà nông chấp bắp kịp đào sệt ở user anh miền sệt nâng bản chẳng biết là user còn request nâng cứ còn request the best lời chấp bắp đại miền, chẳng đấy. Bà bông trăng lại nâng cư cây trăng cây dậy thành trẻ quát miền sét nơi con ca inquiry rồi có exercise sét phò quạt. Phần tai decision cư nơi lơ data controller. Bà sân chia đôi cả này nè dân miền head point cho bà lo. Nơi con ca chạy top từ quạt vịnh. Tha dân ở đại lục bàn tê pro ấy dân tới túc. Rồi ấy chia cái hạt regulatory authority request ở dưới để xa tục ảnh năng. Chúng nhóm ảnh ác lục ảnh năng chung để ai bàn tề. Ảnh năng bị admin bridge ấy cả làng tề. Rồi ấy nó không chấp áp cứ quát miên sức nó không ca phơ exercise. Bần tay bên nơi under control rồi có under decision. Rồi ấy partner đại chia là data controller có quát trơ miên cái hai tha chấp áp mà chúng luôn đại quát trơ follow time đại. Ok, nâng miền chay nâng claw này chứ bạn miền mấy rồi tận á khơi lượng đáy bà sẽ còn là chân này đá thì ho thà xin là vô mùi tiết thà lấy chứ bắp miền chân hai càng khéo thì ho còn đáy nâng ở website đi mới không consent form mà quát ọt bàn rùm lịch ông bì cả tập bạc kịch để thà mình ai lục bàn nâng tì ta miền phân hại đại tì anh chế bông chỉ tu tới anh nắng vi chia cái lạnh vi anh pe khá vi chỉ mistake pro ấy nơi không website mà chấm nón riêng cua tầm miền cái hạt privacy notice tập can data subject phần tay cái lạnh khá có cái hai ta vi admin mistake nơi càng không cái hai ta nơi càng không website được có public phần tay bà sân chỉ quạt ban stake ở nâng nơi khẳng thông legal base phá quạt rứt có quạt miên đôi lẽ khăn đình chăng quạt miên regulatory trâm trâu màu bì ổng mà tha quạt chỉ bàn chăng quạt miên regulatory chênh màu bì national bank trâm trâu anh chăng cứ ắt miên bì chê nơi trăng lại nâng mà tôi bây chỉ quạt ắt ban inform prap nơi lơ website cả đâu rồi ấy miên rương khlát đài lẹ cả nè tha lẹ cả nè vì chỉ confidential park quạt rồi có ai để quạt tới nị đài phần tay nơi trăng lại nâng cứ quạt tới miền explanation trăm tới tất cả data subject ai nơi trăng chấm nói mũi tiết miền cả lại đài quạt ở trong thứ quạt ở trong prap kia mỏng anh nâng vì chỉ cầm học bình
bạn toàn nó trăng lại nắng đôi cái lại nên chăng bà sân chỉ kê xong rồi cọt đi mũ cọt ở prap ấy cọt ở prap thay đời xa ấy hay cọt ở đi mũ ấy kì đau admin respond ở trầm trừ reason ở trầm trừ nắng vị bridge vậy bắt tay bà sân chỉ cọt miền bestseller regulatory trầm trừ nên chăng anh nắng ok vị admin chỉ bridge thì bạn ok chúng xong continue mà cái lại mới tiết cứ nói rằng lại này at first he gave us his consent to use his data but then he changed his mind I told him that it wasn't allowed chúng à cái lại này nhung xong slide mỏng rồi ấy về lia với người riêng khai đại ấy chúng rằng lại nâng đi chỉ bridge ấy rồi ấy đời xa mấy đời xa tai tệ tôn mới nâng sắt quát tại tôi mới sách quát quát miên sách nơi nông ca cái hai tha đo consent hai nâng cái hai withdraw his or her consent chẳng quát ác bàn quát ác chụp ông mà là chụp từ tour tele marketing rồi có ấy bàn vấn đề bà dân dây dân refuse nơi trang lại nâng à nâng ác bàn thì à nâng đi chỉ bridge vấn đề cái lại như mỗi bà dân dây ông mà là quát chụp chụp từ ở đây thì vấn đề bestseller regulatory mà chúng nuốt đại old data để dân miền phát quát cứ dân tự keep anh đang chia khai trong dạng paper này bằng dân ad remove chào bàn anh đang dân ad explain tài can quản chân bàn mình ok bạn chúng nói mới tiết we assume she gave us her consent because she placed an order with us and friend us on social media chúng tẹt tô mùi chụp tẹt tô mùi ấy cứ kê ắt ba bịa zoom tê bởi dân chỉ còn ắt give consent hai dương ắt đo cái hai tha inform còn ở chụp ba tê dương ắt ai vô phát quát từ pra đòi phải từ lứa dương à zoom đòi quát còn đòi quát friend cho mùi dương rồi còn quát order ở dương tình ấy mùi anh chắn dương vô anh đang tập pra anh đang đi chụp bridge ấy chúng tẹt tô mùi chụp phía xa hơn regulation cứ admin phía ở Zoom nơi thẳng khăn ông nâng nghề bạn ok continue từ và to tiết cứ tệ tôn chủ muối nâng action mà chủ nguồn nơi p đài miền GDPR nâng enforce cứ tì muối cứ tệ tôn chủ muối nâng company để quạt tới take action từ các admin roadmap quạt hay bảo sân chỉ quạt admin data cái data privacy officer rồi có manager rồi có controller để activate analysis nơi lơ thay quạt comply từ lơ cho bạn nâng ớt cứ quạt tới take action hay quạt tới cái do assessment rồi có do a gap analysis nơi trong cái create cái roadmap đảm bấy cái hai thà take all the action to prevent impact chính vì GDPR nè, bây giờ đang sao bây tha GDPR bia nâng miền penalty thun về mình tịch tua chè, bạn, hay anh ấy sẽ ta đại để tôn chủ mui nâng report không dạ bây chết sập hour rồi co offer cái hai tha inform tất cả customer rồi co ấy nâng chết lại, bạn. À vậy đây mình cua thơ cứ keep using customer personal data for marketing if they ask you to stop. Khi prap ta chop hai yên ta prap tiết anh khó hỏi transfer personal data outside the EU without ensuring there are adequate protection in place. Chẳng dừng chế ta copy transfer ấy ta cry ấy nhá anh có miên bánh hà đài. Leave personal data lying around the desk rồi có ấy chẳng mà này ta bí miên cả lại anh đại dương ta kể hai ta secure personal data sản phẩm customer phần tách dương thừa viên leak rồi có dương đã viên thuê và hai rồi có ấy nắng anh nắng chia tổng vơ để dương ọt cua thừa collect the use children personal data without getting parental consent chúng ta ai tha nắng dương từ buông vô bộ miền bị khmer mà á khmer nắng ọt tan cục ở chỗ á anh nắng tiên từ từ sông mà bụng mà đài kì bàn vô anh nắng mà bàn chứng mình ban này thắng dân vô bò miền mới thắng mình đang gặp xa nhảy mình nó tăng cơ bởi dụ phóng khi mình sẽ bắt đăng dường bạn chẳng mà đo trăng lại nắng mình xâm nô ai bị khăn kia dường nhé
Được, ở miền này, ở miền này lực đầy không? Bạn, nhóm là sao tập 2 slide tiết đấy. Hay 2 slide, bạn 2 slide nâng, nhóm kết hạ, nhóm post chì question tập can dương đảm bây vô tập kịch. Và xin chìa miền session lực rào tiết dương nâng bring and nâng mò discuss. Bạn, chân tí mũi, tiết tâu mũi privacy and data protection nâng nâng COVID, during COVID nè. Does data protection hinder the measure that needs to be taken for public health? Cái này nâng, bạn này tha, đại sao tầm miễn data protection nâng? Chẳng biết phở ai measurement được có action mà chùm nuôn đẹp tôn chùm mùi nâng COVID trở bàn prevent. Rồi ấy bởi xin chỉ take action nâng biết phở ai passport đó data privacy for bộ cùl. Ta, à nâng, dân trở kích phở mạch mình. Hai mũi tiết. Nơi bê để dân open cái hai tha tệ tôn chủ mùi nâng question cái does the processing of health data by public authority open the door to civilian? Bạn này tha nơi bê để dân ai public authority rưu có nẹp xe tiết có take personal information dân ban in term of non COVID period nè ta vì ai nâng open slot tại căn cái hai tha another cái hai tha pro ấy data privacy bịa tha privacy cứ keep individual nó alone right to be let alone vấn đề tệ tôn chủ mối nâng health rồi có COVID period này we cannot let citizen alone we need to track a certain cái hai tha được walk up đau rồi có check mơ quạt miền travel tư sọc kê ấy đại ọt ấy nâng tệ tôn chủ mùi nâng cái ta health measurement ta là nâng biết phơi passport rưu cầu viên lạc nạ chia civilian cái hai ta track tờ lơ personal rưu có anonymous rưu có privacy rưu bọc citizen này rưu có ọt nâng nhông bậc cô question nâng từ chun tầng ọc nia đảm bay phơi ca analyze nâng khu là miên bậc thiên là bọt mùi tiên này lực khói bạn dân anh lấy đôi chia si fail đo mà máu còn lại làm bao nhiêu miên fail làm máu này anh nói gì đi chơi anh tịt mà đi chơi kia đâu khỏi tiền à bật tiền một pin nè sầm đồ pin nè bạn chân sầm đồ với vong à bạn nhom offline vậy chân sầm đồ pin nắng nhom xong ở toàn bỏ sai hay có ở toàn đi đài chân xong ai tha chia homework cả tha ban đây phần tay bớt xin chị miên sầm nô ấy chọn clarify bị slide một máu dương miên pay hai parameter gì tiền đấy nè bông đảm bảo clarify bạn đây này như ai miên pi sầm nô tiền chắc nè nè na lướt đài máu pi sầm nô ai xua bán dương ở từ tua sầm nô nó không question answer chat đây nè na chọn xua lướt đài hay nị dây chỉ voi mà Men, me and you, na cái me and you, ai quạt unmute hết, quạt ai xua chỉ question. Bên nhom miên nhom ngó thằng hạt ấy bạn chỉ nhẹ đại châu đạp bằng ngón nâng hạt ấy bạn chỉ còn mình ai bị chênh xem lên bàn. nhông miên là chúng ngon phần năng đấy của dương dây dương co khné dương ấy chẳng khné so bay để chúa có con chết đã đạn này nhưng vì đôi chia vì mà tha anh ôn thì mơ chậm mỏ này chẳng ngày cõi trăm mười thi ní dương vô là nẹt đại register miên chúa miên ấy trầm trừ bàn này nè na để thứ ca lệ privacy pe chạm ao cho privacy luôn ai đâu mày châu trong này nè số tha còn miên sầm nua số tha còn miên sầm nua còn lực đai sầm tô ở số tha môn bạn sầm tập bong cho tập vốn nhom trong bong bài từ là slide đã tôn chủ muốn nâng quân tiếp họ data controller bong bạn slide nông nâng miệng chấm nói tì bốn hay nâng chấm nói tìm với nói tí vòng vấy cứ vậy tha đối với đại thái bây giờ vừa về mua dân thường miên đào cái tha audit trail là nó bay chia evidence supporting chẳng hết
chẳng hay đọc về lấy bùa nó bong vậy thì you should keep the data for non longer than necessary to your authorization chẳng hạn CVV chẳng hạn bong chẳng phải dùng authorization thử lục đi chẳng phần tay in khác nó chẳng số thành phần dùng lục cao chẳng chẳng sai dân ai sẽ thông minh mỗi khang visa mà các bong thật gọi bong bong chẳng vậy thì after authorization after bạn chứng chỉ tu tới bờ xin chỉ dùng miền processing từ lơ visa chứng visa chỉ payment brand chứng visa kê nằng prab dùng ai tha ta dùng act store CVV nâng bong prab bị sensitive authentication data cho ta dùng act store sensitive authentication data nâng không được dễ pay bao màn chẳng á before authorization, bản tay after authorization, based từ lơ cái hai thà requirement từ lơ anh ấy đã tôn với PCI DSS cứ dựng on App Store nè bạn này bạn bạn chẳng anh ấy via chia cái hai thà inquiry dial bản thân chỉ dựng transfer process nè dựng transfer check chủ mối nè payment brand transfer check chủ mối visa rồi có master chẳng thà ta nè anh ai ao nhóm tục dẹp p bằng màn ao nhóm môn nâng remove việc tránh up ở cái hai tháp before authentication rồi có authorization và vậy luôn bằng vậy pì chạy cho vậy pịa tha settlement job chẳng môn settlement như app store nâng bán nó bởi dân tra transfer process settlement và tách p để job settlement cứ dân tra remove à nâng trao lại nhưng anh ai nè bạn chả chưa lại bom tông chủ mối năng audit trail rồi còn lock across nạc dương thua activity ấy cả đó cái dương tây miền audit trail dương tây miền lock này pro ấy ảnh nắng hãy mối tiệt miền audit trail miền lock và tay ở miền review việc đôi dương đặt camera chào dương ở miền từ monitor chứ á và xin dương ban từ monitor dương ban từ review dương đăng á ngày nè miền chun mà nè màu nơ mục tiệt dương cái này mà rồi ngày bay ngày chập làm sai lắm nhưng bắt đầu lì bà này rồi đấy ai mà chui cam thì dương chắc bớt xin chỉ dương miền CCTV bàn tay dương ăn miền review ấy chứng chăng là cái thưa ấy thưa tới dương đặt nắng để ăn bàn cả nè chứng trăng lại nít bông trăng bị dẹt thái dương tây miền lock miền ở detail close chỉ muốn review again legal basic rồi có again policy để dương miền bạn ở bong cả tôn chủ mùi năng á chi đi PR năng á bong cái miền người ta soft data privacy port á kệ chôn năng dân thời kịp màn cho nam đại bong năng vậy rúm tạ tôn chủ mùi năng chi đi PR kệ ở miền vậy thay dân thời tục màn cho nam rồi có tục màn cho nam ấy kệ ở miền vậy tạ tôn muốn năng này chẳng tạ tôn chủ mùi ca store tục personal data cứ cái miền vậy tầm mũi cứ you shall keep the data for none longer than necessary. Chẳng biết none longer than necessary nhưng kia ở bên limit đi. Bạn, chẳng trang lại nâng bà xin chia necessary phải dân pi màu dân keep tập pi màu, cao bị pi màu dân tới delete bia chào. Bà xin chia necessary phải dân bestseller regulator thà vì chia transaction rưu có personal data để bẹp bọn mùi transaction rưu có ấy để đồng ra ở store bị bay tập ram cho nằm anh nói dân tới tờ store tục tam là ngay. Bởi vì chiên này accessory để dân tới store based từ lỡ regulation. Bạn. Tại bờ ao tranh vị trí DPR mà thằng này anh tới store tục bên này. Pram chín năm, đập chín năm về ăn miên này. Ăn miên dậy là ngay. Bạn. Vô lại bông, ở con trần. Bạn. Ok. Đó, dương đôi giờ giúp ấy. Nè. Bạn. Chẳng nhóm xô mà vụ chọc committee thiên about GDPR anh ấy còn là chỉ introduction đấy phải chọn nơi ngày ní hay xóm ở côn đó lô vốn đại quan ban phơi bật một hai nhưng không bao giờ miền ca chào bảo làm cho anh vì nè châu là sập đầu miền rừng nua ngày ní trong mà mau cả lá chi ngay trong pì mau nhưng vậy là mau nè ở đây thế khi nhà miền ca chào bảo làm cho anh này còn là chỉ introduction đấy đầu miền in deep series và to tiết và đối với này khi ông xong mấy mong tiết xong ông cũng đã là lục vong hay nâng nhẹ cho rùm đó khả nế hay dư nâng chuộc khả nế nơi khả nông Cambodia Cyber Yoss Cambodia lê đọc và to tiết nơi thường ngày khả mục tiết
បាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នានឹង good night ណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណរីតីសួស្តីបាទអរគុណលាបលាបាទ